Thưa GPT, xin chào các bạn. Hôm nay mình tìm thấy một game mà mình cảm thấy khá là tò mò. Game này có tên là Revenge, tức là sự trả thù các bạn. Game này thì là dành cho lứa tuổi là từ 6 trở lên. Nhưng mà không hiểu tại sao ở cái phần ghi chú lại có cái chữ là chứa nhiều cảnh đổ máu. Vì vậy mà mình cảm thấy gọi là khá là thú vị, khá là tò mò, cho nên là mình đã tải về. Tại sao gọi là nó lại có hai cái sự gọi là thiếu cân bằng như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử bắt đầu vào game luôn chứ. Âm thanh gì thế? Chấm hỏi. Rất là chật. Tại sao mới vô đã chật rồi? Ê, cô bé này vừa chui ra từ một chiếc túi ni lông à? Tại sao? Quay mới vừa vào là mình đã cảm thấy hơi bị gọi là khó hiểu và cảm thấy là có cái gió khá rùng mình ở đây chưa? Kiểu như cô bé này bị vứt đi à? Đây là đâu? Rõ ràng đây là một khu rừng và cô bé này không biết đây là đâu rồi. Núi hay là rừng? Mình phải mau chóng về nhà thôi. Rồi, vậy là chúng ta cần phải về nhà. Nhưng mà không biết là cô bé này có biết cái đường nào để về nhà hay không đây. Game này có vẻ như chúng ta chỉ có thể đi hạng như vậy thôi. Đợi tí. Game này có thể xếp được các bạn ơi. Mình nghĩ chắc là có tổng cộng 18 ô xếp. 16. Ôi, kệ đi. Rồi, chúng ta không được điều chỉnh gì hết. Ở đây có cái gì đó này. Có cái gì đó rơi ở dưới đất, có nhạc không? Vâng, nhạc thử lên xem sao. Lấy được một ngón tay. Cái gì thế này? Tại sao ở đây là có một ngón tay đây? Nhưng mà vẫn chưa biết đó là ngón tay gì cả. Có một cô gái đang đứng ở chỗ này. Chào buổi sáng. Mình đã chọn cái nào đây? Có một cái là ở trên là chào buổi sáng, còn ở dưới là chào buổi tối. Nhưng mà bây giờ rõ ràng đây là buổi tối mà. Thử chào buổi tối xem sao. Chào buổi tối. Không. Tôi thật là. Đúng rồi nhỉ. Bây giờ đang là ban đêm mà. Không thể nào chào buổi sáng được nhỉ. Hãy quên đi. Nhân tiện thì tại sao cô bé lại ở một nơi như thế này? Mình không biết là giờ cái nhân vật này bao nhiêu tuổi cả, cho nên là đành phải dịch như thế này thôi nhé. Cô bé có phải là học sinh tiểu học không? Bố mẹ đâu rồi? Không ở cùng với cô bé à? Bây giờ em đang định xuống núi và về nhà. Bố mẹ không có ở cùng. Vậy à. Vậy thì hãy cẩn thận nhé. Ở nơi này rất ít người qua lại và khá là nguy hiểm đấy. Nơi này nguy hiểm và tại sao một nơi nguy hiểm như thế này mà có cái chị gái đứng ở đây là như thế nào đây? Chị rất muốn đi cùng em. Nhưng mà chân chị nó như thế này thì chị gây phiền phức thêm cho em mà thôi. Chân bị gì đó. Tại sao chị lại không mang giày vậy? Không mang giày à. Có nhiều chuyện đã xảy ra. Quan trọng hơn thì là về em đấy. Em đó là định về nhà đúng không? Em có biết đường nào để mà về nhà sau khi xuống ngọn núi này không? Em không biết. Nếu mà tìm thấy một người nào đó ở dưới thì em sẽ hỏi. Vậy à, hy vọng là em có thể bình an trở về. Chị cũng vậy nhé. Vậy thì em đi trước đi. Bye bye, nhớ cẩn thận đấy. Rồi, trước hết thì mình thử đi xem nào. Ôi khoan nữa, nhưng mà tại sao cái file save đã lại hiện lên cái hình gọi là bịch rác đi. Nhắc tới bịch rác thì lần trước mình có làm một cái tiết nhật
về cái từ rác này, nếu mà bạn nào chưa xem thì bấm vào xem chứ có lẽ là các bạn sẽ hiểu sâu hơn về từ rác. Quảng cáo tí chấm chấm chấm, rất nhiều dấu chấm, chấm hỏi. Có lẽ nào đằng ấy có người. mình sẽ trả lời là có hay là không có. Trả lời không có đi. Không có ai ở đây cả. Không, rõ ràng là có mà. Không lẽ đây là một trò đùa thể lệ mới? À không, xin lỗi. Từ xưa đến nay thì người ta thường bảo với người ta thường bảo tôi rằng là không biết đùa là gì. Mà bỏ qua chuyện đó đi. Từ giọng nói, con bé có phải là trẻ con không? Ồ, vậy là không phải là trẻ con rồi, cái người đang gọi là chùm túi này. Mình không biết là tại sao kiểu như là cái người này lại chùm túi như vậy nữa. Mà đứng ở giữa đường và ban đêm ở trên núi mà chùm túi thì quá nhiều yếu tố cần phải gọi là đề cập ở chỗ này. Tại sao cô bé lại ở một cái nơi trong núi sâu như thế này? Tức là mình phải hỏi câu này mới phải chứ. Khi mà dẫn ra thì em đã ở đây rồi, bây giờ đang trên đường về. Ra là vậy à. Hóa ra như thế. Ủa, cách nói này có vẻ như là cái chị chùm túi đã biết cái điều gì đó chăng? Vậy thì hãy cố gắng lên chứ. À, đúng rồi. Ở dưới núi có một cái ga, nếu mà cô bé may mắn thì rất có thể sẽ tìm thấy người ở đó đấy. Ở đó có ga à. Cảm ơn chị đã chỉ cho em biết. Vậy thì em đi đây, bye bye. Vâng, bye bye. Chúc em may mắn. Hiện tại là mình vẫn chưa hiểu là chuyện gì đang xảy ra chỗ này, nhưng mà mình thấy có gì đó không ổn phía trước rồi. Có cái đó đang rơi ở phía trước. Nhặt được một nhãn cầu. Nhặt được một nhãn cầu rồi. Không hiểu sao nó rơi đó nhưng mà tạm thời cứ nhặt đi. Ồ, thực sự xuống nước ga rồi. Thông báo là sắp có tổ chức lễ hội. Cái này là gì đây? Mình không rõ cái này là cái gì lắm. À, ga là chúng ta phải vào đây rồi. Về nhà. Ủa, như vậy là về nhà được rồi à. Ồ, ở đây lại có một chị gái khác từ sau hôm nay lắm thế. Đồng phục này chắc là học sinh cao trung rồi. Chào buổi tối. Mình có linh cảm rằng hôm nay sẽ có một cái gì đó rất là thú vị. Ủa, ai thế? Eto, chào buổi tối. Chị đang làm gì ở đây thế? Chị đang đợi ở đây một chút. Nhưng mà đã đợi ở đây khoảng 2 tiếng rồi. Cho nên là bây giờ chị đang tính đi một mình luôn. ở đây có một cái tấm giấy bị gọi là tấm giấy dán tường bị mục nát. Rồi xong, tự nhiên nhặt được một đôi giày. Mình đã nhặt trước khi xếp rồi. Cô bé này tên là Yu hả? Một cô bé đi lạc đường. Ngón tay của ai đó? À, hồi đại Vinh nham các bạn ơi. Nhặt được đôi giày là đúng rồi. Một cái đôi giày mà ống giày. Và hồi đại Vinh đọc nhầm thành tấm giấy dán tường. Đọc nhầm thành ban Furet rồi. Hay là ban Buster. Ở đây còn gì khác nữa không? Chỉ có rác thôi, không còn gì nữa. Ờ, về đến nhà rồi, cô bé đã biết đường về à. Nghe thấy tiếng nói chuyện, nghe thử xem. Nè, thật sự ổn chứ? Không sao đâu, đừng có lo lắng. Dù cái này chắc là mình đang giả định đây là người vợ chứ. Dù anh có nói như vậy đi chứ nữa nhưng mà đừng lo lắng là sao?
có vẻ như là đây là một cái nhà kho. Và cô bé này bảo rằng là nếu mà làm chuyện gì đó xấu thì sẽ bị cho vào đây. Mình có cảm giác như là cô bé này bị bạo hành các bạn ơi. Rồi. Ê? Khoan đã, cái đây là cái gì đây? Có cả tay. Rồi cái cánh tay. Bàn tay. Rồi có vẻ như là có một vài chỗ mà mình vẫn chưa gọi là phát hiện ra. Nhưng mà thật ra là những chỗ đó có những cái đồ mà chúng ta có thể nhặt được. Rồi mình đã chụp xong rồi, tạm thời thử vào nhà xem. Con về rồi. Bố mẹ. Không có ai ở nhà sao? Ê, đã về nhà em thứ ba. Không có ai ở nhà cả, như bên nãy rõ ràng nghe tiếng nói cơ mà. Bây giờ mình đã quay trở lại cái địa điểm ban đầu rồi. Ở đây không biết có cái gì không. Nó đúng trên hình vẽ. Không tìm thấy gì cả. Không biết có đúng hay không, tại vì mình thấy nó vẽ con đường ngang như thế này. Không có gì cả. Rồi, ở chỗ này không có gì nhá, mình đã kiểm tra qua rồi. Nó chỉ vẽ ngang như vậy thôi, chứ không chắc là con đường ngang. À, ở đây mới đúng à. Rồi, rồi, rồi. Nhặt được cái tay phải. Cái tay này là cái lỗ tai ấy. Cái vành tai của ai đó. Và cái tai này thì có cả bấm tai nữa. Tiếp đến là ở đâu đây? Ở phía sau cái chị gái. Còn cánh tay nữa. Mình không biết cánh tay ở chỗ nào. Cánh tay là con đường ngang cơ. Ở phía sau chị gái đây thì có một cánh tay này. Nhưng mà đứng ở đây rồi. À, mình đưa cho chị ấy đôi giày. Cảm ơn em. Chị không nhờ nhưng mà em đã tìm thấy nó giúp chị sao. Thật hạnh phúc quá. Em giúp chị nhiều đấy. Chị đã luôn tìm nó, nhưng mà có vẻ như nó không có ở cái ngọn núi đây. Cho nên là chị định bỏ cuộc. Nè, chị có thể hỏi là em đã tìm thấy cái đôi giày này ở đâu không? Em tìm thấy nó ở trong một cái bãi rác gần nhà em. Vậy à? À, như thế này thì cuối cùng. Thực sự cảm ơn em rất là nhiều. Dù chị không thể làm gì được cho em cả, nhưng mà lại được giúp đỡ như thế này. Dù bây giờ chị có nói như vậy thì nó cũng đã muộn rồi. Không có vấn đề gì đâu. Sớm hay muộn gì thì chuyện này cũng đã được quyết định rồi. Đúng vậy nhỉ. Chúng ta dừng chuyện này lại thôi. Chị xuống núi đây. Cảm ơn em vì đã tìm thấy đôi giày cho chị nhé. Chị đi mất rồi. Quay đã, cái đoạn vừa rồi có thể là mình đã hiểu sai. Chị ấy nói rằng là bản thân được giúp đỡ nhưng mà lại không giúp đỡ được gì cho cô bé này. Có vẻ như là cái chị vừa nãy là biết được cái hoàn cảnh gia đình của cô bé này và biết tại sao cô bé lại bị vứt ở chỗ này cũng nên. Rồi, ở đây ngoài mình đang gọi là nghĩ đến một cái hướng rất là khác các bạn ơi. Có cái đó rơi ở chỗ này. Một cánh tay trái. Và cuối cùng là còn bàn tay nữa. Quả nhiên là có cái gì đó đây thật.
Mình tìm mãi ở chỗ kia không thấy các bạn ơi, và cuối cùng mình quay lại cái con đường đầu tiên ở trên cái tấm hình. Thì mình tìm thấy hóa ra nó rớt ở chỗ này. Nó đúng như là trên cái tấm bản vẽ rồi, nhưng mà nãy mình không tìm thấy, bó tay luôn. Rồi, nhặt được một cái bàn tay phải. Không hiểu tại sao lại có những cái vực như thế này ở đây đây. Ta xếp lại nhá. Bây giờ nếu mình trở về nhà thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? À, có một cái tờ giấy được dán ở chỗ này. Đang tìm người như thế này. Họ là Kineshi Yuko, 21 tuổi, mặc một chiếc váy màu trắng. Có rất là nhiều cái chỗ mà không đọc được. Rồi, nếu mà tìm thấy thì hãy gọi là gửi vào cái đường bưu điện ở bên dưới. Không thể dọc được toàn bộ. Cái này là của 5 năm trước. 21 tuổi à. Có khi nào là cái chị gái hồi nãy không vậy? Đúng vậy đó. To ở phía trước leo lên tàu điện rồi chuyển đến cái qua đến cái ga thứ ba, như thế thì sẽ đến được nơi. Có vẻ như là hai người này gặp nhau, hẹn gặp nhau rồi, và chị kia không tìm thấy giày cho nên là đã gọi là đợi đó, đứng ở đó 2 tiếng đồng hồ. Ủa không phải không phải các bạn ơi, chỉ đường thôi vậy. Cảm ơn vì đã chỉ đường nhé. Và còn nhận chừng này nữa. Tức là cho mượn tiền à. Không sao, không sao. Lúc mà khó khăn thì giúp đỡ được nhau mà. Thêm nữa thì có vẻ như chuyện này sẽ trở nên thú vị đây. Con này, con nhỏ này hơi bị có vấn đề các bạn ơi. Đừng có kỳ vọng như thế. Chắc chắn là sẽ không có gì thú vị như em nghĩ đâu. Nhưng mà không hiểu sao chị lại cảm thấy hồi hộp mất rồi. Chị đi trước nhé. Hy vọng là nó sẽ gọi là đạt được cái kết quả và đáng như em mong đợi. Em cũng xuống đây rồi sao? Bây giờ thì chị phải đi đến cái nơi mà chị cần phải đi. Một lúc nào đó chúng ta gặp lại nhau nhé. Rồi, vậy thì lần đây là thực sự tạm biệt. Cô bé trở về à? À đấy. Tại sao lại không nói ra đi? Tại chị cảm thấy em khá là tự tin cơ mà. Có chuyện gì à? Cô bé này đã nhận ra được cái điều gì đó chăng? Rồi ở nơi này không còn gì nữa. Tao thử nghe tiếp nha. Rồi hồi thoại này cũng không có gì thay đổi cả. Ê! Quay. Đã bảo là ổn rồi mà. Chẳng phải là chúng ta đã kiểm tra và thấy nó đã gọi là ra đi rồi sao? Và chúng ta cũng đã bỏ vào bao ni lông và vứt rồi còn gì. Quay. Nhưng mà rất có thể là một lúc nào đó sẽ bị tìm thấy đấy. Phải làm sao đây? Quay. Cô bé không vào nhà. Không sao có phải không? Chắc chắn sẽ không bị tìm thấy mà đúng không? Đã bảo là không sao rồi mà. Ở trong núi sâu như vậy thì ai mà vào đó làm gì? Đúng vậy vậy. Còn trường học thì tính làm sao đây?
cứ bảo là bị ốm rồi nghỉ vậy ngay, sau đó thì chuyển nhà là được rồi. Đúng đúng là như vậy, nhưng mà ổn chứ? Đột nhiên chuyển nhà có bị người khác nghi ngờ không? Bởi vì à, nếu mà để lộ ra chuyện không có nó ở đây thì sẽ phiền phức mà. Đúng là như vậy, nhưng mà không ngờ là nó lại chết ở trong kho như thế. Làm hết cả hồn rồi xong. Và cái chuyện xử lý cũng khá là phiền phức. Thật sự là chẳng có cái điều gì tốt đẹp cả. Đúng vậy vậy. Ước gì mình không sinh ra một đứa như vậy. Rồi. N2. U nhu bất đoạn. Cái ý nghĩa của cái E thứ hai này là tự chần chừ, sự thiếu quyết đoán. Không biết là cô bé này đang định làm gì đây. Hồi nãy cái suy nghĩ của mình có vẻ là đúng rồi các bạn ơi, cô bé này không còn tồn tại nữa và đây chỉ là linh hồn của cô bé thôi. Bây giờ là đến cái end cuối cùng các bạn. Cái end cuối cùng là mình sẽ phải nói chuyện với lại cái chị gái chùm mặt này. Nói chuyện nhiều lần cơ. À nó. Cái gì? Không biết là tôi nên nói như thế nào đây. À, cầu mong được giúp đỡ hay là có chuyện muốn nhờ. Cái nào cũng như nhau thôi. Tôi đã làm rơi đồ. Nếu mà tìm thấy thì hãy giặt giúp tôi chứ. Nếu mà tìm thấy đồ thì hãy đưa đến đây. Chỉ đồ thôi. Thật sự thì tôi rất muốn tự mình đi tìm. Nhưng mà ở trong trạng thái này thì tôi hoàn toàn chẳng thấy gì cả. Cho nên là không phải là lúc để mà có thể tìm đồ được. Vì vậy là làm ơn đấy. Cô bé hãy giúp tôi nhé. Không thành vấn đề. Thật chứ. Cảm ơn. Vậy thì nhờ cô bé đấy. Ở đây thì rất là hiếm người qua lại cho nên là chẳng ai giúp đỡ cả. Chị làm rơi cái gì? Chỉ cần cô bé tìm thấy thì cô bé sẽ biết thôi. Và chỉ cần nhìn thấy nó ở đâu thôi cũng được. Chấm chấm chấm. Hỏi. Hồi nãy đã tìm thấy rồi. Tìm hết toàn bộ rồi. À cái này là những cái mà cái phần cơ thể đã mình giặt được là của cái chị này. Ở cái nơi này không phải là cái nơi mà rồi mình đã hiểu hết toàn bộ mọi thứ rồi. Tất cả những cái người ở đây đều là linh hồn cả. Cả cái chị gái mà mặc cái váy trắng thì cũng là đã mất tích 5 năm trước rồi. Cho nên là bây giờ đôi giày mới tìm thấy ở trong thùng rác như vậy. Em đã tìm thấy hết rồi đây. Quá thật tuyệt. Em tìm thấy hết rồi sao? Ê to. Cái túi này nó bị rách ở phía bên cạnh đấy. Em có thể bỏ chúng vào giúp chị được không? Giúp tôi được không? Dạ, thật sự cảm ơn rất là nhiều. Thật sự cảm ơn. Đã trở về như cũ thì sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Cho nên là chị sẽ để nguyên cái bộ dạng như vậy luôn. À, nhắc mới nhớ. Hồi nãy ở cái con đường phía trước ấy. Ở con đường phía trên có một cái chị gái. Có vẻ như là chị đã tìm thấy dài và đi xuống rồi đúng không? Có phải là cô bé đã tìm giúp không? Và bây giờ cô bé còn giúp luôn cả tôi nữa. Có phải là cô bé không thể nào mà gọi là bỏ mặc đồng loại không? Hỏi câu này thì không cần phải hỏi đến câu này thì mình cũng đã hiểu được vấn đề gì xảy ra rồi. Không phải là có ý xấu gì đâu. Chỉ là cảm xúc và cả súp nữa. Nếu mà để nó đang nóng thì là tuyệt vời nhất mà phải không? Nói tóm lại là tôi cảm thấy hơi huyền bí một chút khi mà cô bé dành cả thời gian quý báu của mình để mà giúp đỡ chúng tôi. Mà tốt hơn hết là không nên hỏi những cái điều riêng tư vậy.
Còn chị thì sao? Chị có định xuống khỏi chỗ này không? Cái gì? Không lẽ cô bé cũng giống như chị gái rồi sao? Có phải là cô bé nghĩ ra là tôi đang nói chuyện rất là bình tĩnh không? Nhưng mà không phải đâu, nhìn thế thôi chứ tôi thực sự là đang rất là tức giận đấy. Nói chung là cảm ơn cô bé rất là nhiều. Và như thế này thì tôi đã có thể xuống núi rồi. À đúng rồi, cái mà ở dưới chân tôi, cái này đây, dù nó hơi bị reset một chút nhưng mà có thể xài được đấy. Cô bé cần thiết cái này mà đúng không? Tôi thì không cần nữa rồi. Vậy thì nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé. Đi bước rồi. Bây giờ thì mình đã hiểu luôn cả cái ý nghĩa của cái tựa đề rồi, phục thù là gì rồi. Nếu mà không xuống đây thì tức là không phục thù. Ờ, giặt được cái cưa. Còn đi xuống khỏi chỗ đây thì tức là kiểu phục thù những cái kẻ mà đã hại bản thân ấy. Hóa ra là như vậy. À cái này thôi, tại hồi nãy là mình sẽ bỏ qua chứ. À, cái chị học sinh cấp 3 kia không biết là như thế nào đây. Tại sao lại có thể nhìn thấy được những cái gọi là hồn ma này? Cái chị chụp túi kia đã đâu mất tiêu rồi, không thấy nó ở chỗ này. Về nhà thôi. Rồi, chúng ta sẽ về thẳng nhà luôn. Đó là cô bé này bị nhốt trong kho và dẫn đến cái việc chắc là quá lạnh chăng? Hoặc là không được ăn uống cái gì cả cho nên mới ra nông nổi như thế này. Rất là tội nghiệp luôn. Game này nó bảo là dành cho 6 tuổi, chắc là mình nghĩ là cô bé này khoảng 6 tuổi quá. Ồ. Ồ, thức tỉnh rồi các bạn ơi. Ê, thứ nhất, phục thù. Ồ. Thực sự đổi hết cả da gà luôn. Xây dựng cốt truyện rất là thú vị nha. Lúc đầu không thể nào mình nhận ra được là cái chuyện như thế này lại xảy ra cả. Cứ nghĩ là cô bé bị vứt vào chiếc túi đó rồi tự thách thân và đi về thôi, nhưng mà không phải như vậy. Rồi đi đến căn phòng bonus chứ. Ok, đi thôi. Ở đây thì chắc là không có gì đặc biệt nữa rồi. Yahoo, vô đây. Ở căn phòng này có rất là nhiều cái thông tin về ending đấy. Nếu mà có gì muốn biết thì hãy đến đây để mà điều tra, kiểu như vậy. Và nhân vật chính, chị nhìn thấy một cặp nam nữ đi vào rừng vứt cái gì đó. Chị khá bất ngờ khi mà thấy họ vứt một cái túi rác và có ai đó ở bên trong, rồi nhanh chóng chạy về. À, vào lúc đó thì chị nghĩ rằng là không thể cứu vãn được nữa rồi. Dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được tương lai. Quả nhiên là cảm giác rất là tồi tệ. Nhưng mà việc em tìm thấy nhà giúp chị rất là cảm kích đi. Nhờ thế mà chị có thể hoàn thành được mục đích của mình. Rồi, về cô gái đội chùm cái túi. Hồi nãy là mình hỏi về nhân vật chính. Cô bé đó thì xuất hiện gần đây. Bởi vì cô bé đội cái túi như vậy cho nên là lúc lần đầu tiên gặp thì chị khá là bất ngờ. Chị không nói chuyện với cô bé nhiều cho lắm, nhưng mà cô bé bảo rằng là mình đánh rơi đồ. Chị không hỏi là cô bé đánh rơi cái gì, nhưng mà em đã tìm thấy giúp rồi phải không? Hỏi về cho. À, là cô bé ở trước nhà ga đúng không? Chị rất là cảm kích cô bé ấy vì đã chỉ đường cho chị. À, không chỉ chị đưa thôi đâu, mà cô bé còn đưa cho chị một cái món đồ rất là tuyệt vời.
không biết là đó là món đồ gì vậy. Lúc đầu mình tưởng là đưa tiền nhưng mà chắc là không phải như vậy à. Không biết là chị có gọi là đưa ra một cái kết quả như cô bé ấy mong đợi không chị? Oai, kiểu như là đưa một cái món đồ gì đó có thể gọi là phục thù được à. Vô thật ra cũng là hồn ma luôn các bạn ơi. Hỏi về nhân vật chính. À, tôi rất là cảm kích, cực kỳ cảm kích luôn vì đã tìm giúp tôi cơ thể sau khi mà bị phân rã bởi cái cưa. Thì tôi bị nhét vào trong cái túi như thế này. Thật là khổ mà đúng không? Tôi đã cố gắng thử tìm cách ra khỏi chiếc túi này. Nhưng mà quả nhiên không có tay thì rất là khó. À ha ha. Cô bé đã gọi là... Rồi trả thù bố mẹ rồi phải không? Tôi nghĩ rằng là tôi rất tán thành chuyện đó. Bởi vì cô bé có lý do để làm chuyện như vậy. Về chuyện của chị gái. À, chị gái đó là cái chị gái mà mặc áo màu trắng, mặc váy trắng ở kia. Lúc trước khi mà tôi đang gọi là đi lòng vòng ở chỗ đó thì chị ấy đã nói chuyện với tôi. Tôi không nghĩ rằng là lại có khách ở trước đó. Cho nên là đã rất là hết hồn. Tôi nghe chị ấy nói là chị ấy đã đến đây nhiều năm rồi. Tuyệt lắm đúng không? Sát khí của chị ấy thậm chí là còn cao hơn cả tôi rồi đấy. Mặc dù tôi chẳng cảm thấy đáng thương gì cho kẻ sát nhân cả. Ra là vậy, khi mà nói chuyện với lại những người này thì mình biết là cần phải tìm gì cho họ. Rồi, và mình đã tìm rồi. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm thông tin về những cái người khác ngoài nhân vật chính. Khoan 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 khoan, về chị gái, tên của chị ấy là Kineshima Yuko. Ồ, là cái người mà gọi là mất tích và được dán ở trên cái bảng tìm người. Rồi, sinh viên đại học 24 tuổi. Sau khi bị tấn công thì gọi là bị vứt vào trong núi. Và trong lúc đó thì hung thủ đã vứt giày đi để cho chị ấy không thể xuống núi được. À. Rồi. Cái chữ tấn công này thì mình tưởng là theo cái ý nghĩa kia nhưng mà không phải, theo một cái ý nghĩa khác các bạn ơi. Tấn công và bị mang vào trong núi rồi bị vứt ở đó luôn. Kết cục là chị ấy không thể xuống núi được và đã gọi là như thế ra đi luôn. Sau khi gọi là ra đi thì chị ấy không thể xuống núi được bởi vì phải tìm giày của mình. Và kết cục là chẳng tìm được giày cho đến khi Yu xuất hiện. Sau khi tìm thấy giày thì chị ấy đã bình an đi xuống núi và tìm cái kẻ và đã vứt mình ở trong đó để phục thù. Đoạn mà chị ấy nói chuyện với lại Cho là để hỏi đường. Và Cho bảo là cái này thú vị đây. Sau đó thì đưa một cái vật nhọn cho chị ấy. Là cái đoạn mà nói chuyện ở ga là như vậy. Rồi, về cô bé chùm đầu. Tên thật thì không được đề cập ở trong game. Và luôn đội cái túi vải trên đầu cho nên không thể thấy được khuôn mặt. Nhưng ít nhất thì có thể biết là đó là một nữ sinh 16 tuổi. Cô ấy là nạn nhân của một cái vụ sát nhân mà... Cái này mình không biết là phải dịch như thế nào nữa. Kiểu chặt đứt những cái bộ phận ra vứt đi. Lý do mà cô bé chờ một chiếc túi là bởi vì hung thủ đã gọi là bỏ hết tàn bộ vào trong đó cùng với cái cưa vứt ở trong núi sâu. Cái mà cô ấy muốn vô tìm không gì khác chính là những cái phần cơ thể của mình. Sau khi xuống núi thì cô ấy đã tìm hung thủ để bà phục thù. Khác với lại chị gái thì cô bé chùm đầu ấy chị gọi là bị vứt vào trong núi trước Du một tí thôi. Cho nên là chưa xuất hiện poster hay gì cả.
Mình tò mò nhất là Cho đây. Về Cho thì sao đây? Về Cho thì Cho gọi là muốn đi đến những cái địa điểm mà xét chân để mà thăm quay. Rủ theo hai người bạn vô đều bị họ từ chối cả. Con này hơi bị vấn đề các bạn ơi, không phải là đó là hồn ma à. Kết cục là phải hành động một mình. Vì lý do và thú vị cho nên là đã chỉ đường cho chị gái và đưa vật chọn. Cho là đứa nguy hiểm nhất ở trong đây các bạn. Rồi. Vậy thì đến đây là kết thúc rồi các bạn ơi. Mình không ngờ game này lại gọi là kiểu có cái nội dung mà nó đáng sợ như thế này. Nhưng mà không hiểu sao game này dành cho 6 tuổi chơi các bạn ơi. Mình nghĩ là đây là một cái yếu tố gì đó để mà đánh lừa thôi. Tức là cô bé Nhu, nhân vật chính của chúng ta là 6 tuổi cho nên là kiểu tác giả chơi chữ như vậy. Rồi, game này đến đây là kết thúc nha. Thỉnh thoảng chơi những cái game và theo phong cách RPG như này thì cũng rất là thú vị. Cho nên là một khi nào đó thì mình sẽ tìm tiếp nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu mà thích video này thì hãy bấm một like, đăng ký để các bạn ở đừng quên lúc cái chuông để nhận được nhiều hôm bao nhất tới mình. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.